đang sở hữu thẻ tín dụng không? Chắc không? Không biết. Có đang đứng tên cái thẻ nào mà không biết không? Không có nhớ. Ừ, chủ quan đi, thấy chưa? Rồi mấy năm sau đột ngột lên báo. Nổi tiếng vì một khoản nợ siêu to khổng lồ rớt từ trên trời xuống 9 tỷ đồng. Hả không? Rồi nổi tiếng luôn. Thì sau cái vụ lùm xùm rất là ồn ào về việc chủ nhân của thẻ tín dụng với hạn mức 10 triệu đồng xài 8,5 triệu để rồi 11 năm sau bị ngân hàng đòi nợ đến gần 9 tỷ. Thì rất nhiều người chúng ta giật mình và hoảng hồn về các khoản lãi phí của ngân hàng và rồi đâm ra lo lắng và sợ hãi hơn rất nhiều đối với các công cụ và dịch vụ tài chính tương tự. Riêng về cái vụ 8,5 triệu biến thành 8,9 tỷ thì rõ ràng là trong cái tình tiết câu chuyện có rất nhiều những dấu hiệu khuất tất từ phía nhân viên ngân hàng và các phương thức tính lãi suất rất là khó hiểu và khó chấp nhận được đối với ngân hàng Exim Bank. Thì việc này các bạn có thể theo dõi một phân tích rất là chi tiết của chị Thùy Dương ở trên kênh Intelligent Money. Và tới thời điểm này thì cái vụ việc đã được ngân hàng nhà nước vào cuộc và có vẻ như đã được dàn xếp nội bộ một cách ổn thỏa giữa khách hàng và ngân hàng Exim Bank. Tuy nhiên, sự hoang mang và bất an đối với tất cả khách hàng như chúng ta ngày hôm nay thì vẫn còn đó. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để cùng tìm hiểu cho cặn kẽ bản chất và phương thức kiếm lời của ngân hàng từ dịch vụ phát hành thẻ tín dụng. Ok không? Và khi chúng ta hiểu sâu sắc hơn rồi thì có khi các bạn sẽ bình tĩnh hơn, chặt chẽ, sâu sắc và tự tin hơn trong việc tận dụng những công cụ tài chính này để mang lại những lợi ích rất là thiết thực cho bản thân. Mọi người có sẵn sàng chưa? Let's go! Xin chào các bạn, là Hữu Trí, Mr. Well Ram, thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ Học viện Awaken Your Power. Và đầu tiên, xin thành thật khai báo với chính quyền địa phương đó là tôi có sử dụng thẻ tín dụng. Anh có 3 cái thẻ tín dụng mà anh dùng trong khoảng 5 năm trở lại đây. Không, thì đây là 3 cái thẻ mà anh đang sử dụng. Ok, thì đầu tiên đó là trong 15 năm đầu tiên khi mà anh mới ra trường đi làm thì anh không có sử dụng thẻ tín dụng. Và ở thời điểm đó thì cuộc đời của anh nó vẫn rất là bình thường. Bởi vì ở thời điểm đó thì anh dùng cái thẻ debit, tức là thẻ ghi nợ. Và về mặt cơ bản thì cái hoạt động của thẻ debit nó cũng tương tự như là hoạt động của thẻ tín dụng. Chỉ là cái hạn mức sử dụng trong thẻ nó bằng đúng với cái số tiền mà các bạn đang có trong tài khoản ngân hàng. Thì đây là cái loại thẻ rất là an toàn, đúng theo kiểu là có nhiều xài nhiêu, hết là hết. Và nó vẫn có thể thực hiện được những cái thanh toán quốc tế theo phương thức của thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard. Và cuộc sống của anh trong những ngày tháng đó vẫn rất ổn, chả có chật vật hay là rối rắm gì quá phức tạp. Cho nên là không có thẻ tín dụng thì anh đã từng sống khỏe, sống vui cho tới 5 năm về trước. Ta tò mò hỏi không về thẻ tín dụng vì tôi thấy trên mạng á quý vị có mấy cái clip mà người ta đi flex mấy cái thẻ đen hỏi không nhìn nó ngầu quá, thế là cái tôi sân si lên hỏi không, tôi tò mò quá mà tôi mới chạy ra ngân hàng tôi mở thẻ đen thử coi nó làm sao mà thấy người ta lăn xe, người ta tung hê nó quá hỏi không, tôi làm một hơi 3 cái thẻ luôn. Và với 3 cái thẻ này thì tổng hạn mức tín dụng của anh là hơn 500 triệu. Có thể là vì trước đó anh cũng có nhiều những cái giao dịch ngân hàng với cái lịch sử giao dịch tốt, cho nên là ngân hàng họ cũng duyệt cho mình cái hạn mức tín dụng khá là ổn. Thì đây cũng không phải là cái hạn mức tín dụng quá là cao, nhưng mà nó nhiều hơn nhiều so với là cái mức chi tiêu thông thường mỗi tháng của anh. Và cuộc đời của tôi sau khi có 3 cái thẻ đen này đã như thế nào? Chỉ có một chữ: ngầu. Nghĩa là từ khi có mấy cái thẻ này á, thì ngân hàng họ cấp cho anh một cái khoản tín dụng, đại khái là họ ứng trước để mình có thể chi tiêu trước khoảng 500 triệu, rồi từ từ trả lại cho ngân hàng trong vòng 45-55 ngày sau đó. Và điều này cho anh một cái sự an tâm và tự tin lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là khi mà anh đi du lịch và đi ra nước ngoài thì lúc nào mình cũng biết là trong túi của mình có 500 triệu để phòng thân và có thể chi tiêu được ở hầu hết tất cả mọi nơi trên thế giới mà không cần phải đổi ra ngoại tệ hay là rút tiền gì hết ha. Và thật ra là chúng ta phải hiểu cái cảm giác là khi mình một thân một mình đang ở nước ngoài, rủi nó phát sinh ra một cái chi phí hay là có một cái sự cố bất ngờ nào đó mà mình không có người thân bạn bè để hỗ trợ, mình không thể rút tiền được ở ngân hàng thì sao, đúng không? Cho nên cái việc mà chúng ta có mấy cái thẻ này ở bên cạnh thật sự nó cho mình cái sự yên tâm và tiện lợi rất là lớn. Chưa kể là ngày hôm nay khi mà các cái thẻ tín dụng nó có được cái hệ thống bảo mật hai lớp và các cái apps quản lý trực tiếp của ngân hàng thì cái rủi ro phát sinh khi chúng ta bị mất thẻ hay là bị lộ thông tin thẻ nó cũng được giảm bớt rất là nhiều. Chưa hết, mấy cái thẻ này luôn đi kèm với những cái quyền lợi đặc biệt ha.
À, ví dụ như là cái thẻ này nè, thì nó giúp anh được miễn phí phòng chờ thương gia mỗi lần anh đi máy bay, đúng không? Rồi cái thẻ này thì là chuyên dùng để mua sắm ở bên nước ngoài, bởi vì nó có tỷ lệ chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất trên thị trường ha. Và tất cả những khoản chi tiêu của mình nó sẽ được chuyển thành những cái dặm thưởng để anh đổi vé máy bay miễn phí này nọ, đúng không? Còn lại cái thẻ này là cái thẻ chuyên dùng để đi ăn hàng bởi vì nó được cashback, tức là mình chi tiêu và mình sẽ được ngân hàng trả tiền ngược lại ở tất cả những nhà hàng và khách sạn ở Việt Nam. Nghĩa là khi nào mà mình đi ăn hàng là mình luôn được giảm giá ha, có khi lên tới 30-40% discount luôn, cho nên là sung sướng lắm, đúng không? Dĩ nhiên là những cái thẻ đen như thế này thì nó có cái phí thường niên cao nhất trong các dòng thẻ tín dụng của ngân hàng luôn. Nhưng khi mà cá nhân anh có cái số lượng giao dịch nhiều đủ thì anh toàn được là miễn phí thường niên các năm thôi, cho nên nó không có tốn kém gì hết. Chưa kể là nếu anh chi tiêu nhiều và thanh toán đúng hạn thì đây sẽ là những cái điểm cộng trong hồ sơ tín dụng của anh đối với hệ thống ngân hàng. Để rồi sau này khi mà anh muốn vay tiền để mua nhà hay là mua xe hơi chẳng hạn thì cái hồ sơ vay của anh sẽ được duyệt dễ dàng hơn rất nhiều. Tóm lại là anh nhận được rất nhiều quyền lợi khi sử dụng mấy cái thẻ này mà không tốn thêm đồng cắt nào hết. Và tôi nói tới lúc này, các bạn thấy tôi có giống những nhân viên bán thẻ tín dụng của ngân hàng chưa? Thấy cái miệng tôi nó dẻo quẹo không quý vị? Ừ, mình phải nói như vậy thì quý vị mới tham gia mở thẻ để giúp tôi đủ KPI tháng này chứ. Áp lực lớn lắm quý vị ơi. Thì đó chính là cái phần bề nổi vô cùng hấp dẫn của cái dịch vụ tài chính đặc biệt này. Và cũng chính cái sự quyến rũ này đã tạo ra một cái công cụ kiếm tiền cực kỳ khủng khiếp và lợi hại của giới ngân hàng. Đây chính là cái công cụ mà ngày hôm nay nó khiến cho hàng trăm triệu người trên thế giới chìm sâu vào nợ nần, thậm chí mất kiểm soát đối với số phận tài chính của chính mình. Những cái cảnh báo nhãn tiền đó thì ngày hôm nay chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trên báo chí. Hãy lướt qua một cái câu chuyện rất kinh điển mà các bạn có thể tìm thấy trên báo ngày hôm nay. Ví dụ trên báo VN Express nè, giới trẻ Hàn Quốc chìm trong nợ nần. Cô Yong-gu kiếm được 620.000 won mỗi tháng, tức là tương đương với 12 triệu đồng. Nhưng nhờ có 4 chiếc thẻ tín dụng, anh có thể chi tiêu gấp 60 lần số tiền đó. Mờ mắt vì hạn mức của thẻ, Kyo dành ra 18 tháng tiêu xài, thử những gì mình chưa từng thử. Anh đi chơi ở đảo Jeju và sắm giày dép, máy quay phim. Tôi đã tự nhủ là hãy sống thật thoải mái trong một năm. Và rồi người đàn ông ngoài 30 tuổi nhớ lại, tôi không thoải mái khi chi tiêu như vậy, nhưng rất khó để dừng lại. Cuối tuổi 20, Kyo nợ đến gần 87 triệu won, tức là hơn 1,6 tỷ đồng thẻ tín dụng và không biết phải trả bằng cách nào. Trong suốt 11 tháng, anh liên tục bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền. Nghe tiếng gõ cửa, tôi biết là một ai đó nên giả vờ không có nhà. Tôi tắt hết đèn mà hoàn toàn không ra ngoài, giống như một con chuột chết vậy. Năm 2016, khi gia đình phát hiện ra khoản nợ của cô quá nhục nhã, anh nghĩ rằng mình không nên sống nữa và đã cố tự tử 3 lần. Nhưng cô không phải là người duy nhất như thế. Từ năm 2014 đến năm 2018, hơn 800 người Hàn Quốc đã chấm dứt cuộc sống bằng cách nhảy cầu Mapo ở Seoul, và lý do chủ yếu là nợ nần. Do vậy, chúng ta tự hỏi là nếu khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng thì như các bạn thấy đó, anh được rất nhiều những cái ưu đãi, được cashback, được nhận thêm những cái dịch vụ đặc biệt. Vậy thì thẳng thắn đi, ngân hàng làm sao để họ kiếm được tiền? Chưa kể là tất cả những cái dịch vụ ưu đãi mà anh nhận được nó đều phát sinh ra chi phí cho ngân hàng. Thì câu trả lời là đúng, ngân hàng sẽ không thể kiếm được tiền hoặc kiếm được một số tiền không đáng kể nếu như anh luôn thanh toán toàn bộ những khoản chi phí của mình đúng hạn. Ngược lại, nếu ở một thời điểm nào đó và vì một lý do nào đó mà anh không thể hoàn trả lại toàn bộ khoản chi phí trong tháng, dù chỉ thiếu một đồng thôi, thì ngân hàng sẽ ngay tức thì đánh một cái mức lãi suất rất cao, từ 30 đến 40% lên toàn bộ cái khoản chi tiêu trong tháng đó của anh. Ví dụ như là tháng trước anh cà thẻ hết 100 triệu thì đến hạn thanh toán, vì một lý do nào đó anh chỉ có thể trả lại được cho ngân hàng 99 triệu thôi, tức là anh còn thiếu 1 triệu đúng không? Thì lúc đó ngân hàng sẽ vẫn áp cái mức lãi suất là 40% một năm lên toàn bộ số tiền 100 triệu của anh. Chưa kể là nếu anh không thanh toán đúng hạn thì anh sẽ bị phạt thêm một cái phí trả trễ là khoảng 2 đến 3% nữa trên cái khoản chi trả tối thiểu. Dĩ nhiên là về lý thuyết thì ngân hàng không hề mong muốn là các bạn gặp bất cứ một khó khăn gì về việc thanh toán toàn bộ cái khoản chi phí của mình hết. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng của mình thì họ thầm mong là các bạn trả thiếu một chút hoặc là trả trễ một chút, bởi vì khi đó là lúc họ sẽ kiếm được một khoản lãi suất rất lớn.
Các bạn phải lưu ý là cái mức lãi suất 40% là thật sự rất cao. Bởi vì ngày hôm nay, ngay cả những cái người quản lý quỹ đầu tư rất tài giỏi trong những cái năm may mắn và thuận lợi thì có khi họ cũng chỉ đạt được cái mức lợi nhuận là khoảng 30% thôi. Cho nên 40% là một cái mức lãi suất thật sự rất là cao, rất là tàn bạo. Intelligent Money thuộc Học viện Kỹ năng AYP được sáng lập bởi anh Nguyễn Hữu Trí, nơi cung cấp kiến thức tài chính và đầu tư từ cơ bản đến chuyên sâu. Các khóa học tài chính và đầu tư của chúng tôi bao gồm khóa học tài chính quản lý cá nhân và đầu tư cơ bản Intelligent Money, khóa học đầu tư chứng khoán thông minh The Intelligent Investor, khóa học đầu tư chứng chỉ quỹ dành cho người bận rộn. Kiến thức trong khóa học được diễn giải đơn giản, gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với cả những bạn chưa có kiến thức về tài chính. Được giảng dạy bởi đội ngũ trainer giàu kinh nghiệm đầu tư thực chiến trong hơn 20 năm. Đội ngũ trợ giảng đồng hành, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tham gia vào cộng đồng tài chính cá nhân để cùng trao đổi, học hỏi, gặp gỡ và bàn luận những vấn đề liên quan đến đầu tư. Intelligent Money, giàu có hơn để hạnh phúc hơn. Vậy, ngân hàng phải dùng những cái thủ thuật gì rất khéo léo, đường đường chính chính để đưa những khách hàng của mình vào những cái tình huống trớ trêu và khó khăn đó nhằm thu được cái mức lãi suất khủng cho mình? Thứ nhất, họ sẽ cung cấp cho các bạn hạn mức tín dụng cao gấp nhiều lần mức thu nhập hàng tháng của các bạn. Ví dụ, lương của các bạn là 15 triệu một tháng, họ sẽ cấp cho các bạn một cái mức tín dụng là 50 triệu, 70 triệu. Hạn mức tín dụng thường có thể cao gấp 3 lần, thậm chí có khi cao gấp 5 lần, 10 lần mức lương hàng tháng của các bạn. Và khi mà các bạn mang một chiếc thẻ tín dụng có hạn mức là 50 triệu bên mình, đồng nghĩa với việc là ngân hàng sẵn sàng ứng trước tối đa 50 triệu để các bạn chi tiêu. Điều này không có nghĩa là các bạn đang có 50 triệu, nhưng các bạn sẽ có cảm giác như thể là mình đang có 50 triệu. Và rồi một người với mức lương mỗi tháng là 15 triệu nhưng lại có cảm giác là mình đang có 50 triệu trong ví, thì hành vi tự nhiên của các bạn sẽ là gì? Chính xác, tiêu xài một cách thoải mái và mạnh tay hơn. Tỷ lệ thống kê trung bình cho thấy là sau một khoảng thời gian sở hữu thẻ tín dụng thì mọi người sẽ có xu hướng tăng mức chi tiêu của mình lên cao hơn 15-30% so với trước đó. Và cái xu hướng tâm lý đó chỉ cần kéo dài một vài năm thì sẽ tới lúc mà mức chi tiêu hàng tháng của các bạn sẽ bằng và vượt qua mức thu nhập hàng tháng. Thì đó là lúc mà bingo! Sau một thời gian nhẫn nại chờ đợi, ngân hàng sẽ bắt đầu thu được những đồng tiền lãi suất đầu tiên của mình. Dĩ nhiên là nếu cái mức độ tăng chi tiêu của các bạn nó chậm quá và rồi các bạn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn thì ngân hàng sẽ có những điều chỉnh, ví dụ như là họ nâng cái hạn mức tín dụng cho các bạn cao lên từ 50 lên 70 triệu, rồi từ 70 lên 100 triệu. Thì sự thật là trong vòng 3-4 năm mà anh sử dụng thẻ tín dụng thì hạn mức tín dụng của anh đã được tăng lên cao hơn gấp 3 lần. Đến khi mà anh thấy nó nhiều quá rồi, anh không đồng ý cho ngân hàng tăng nữa, anh nói giữ nguyên giúp anh không cần tăng nữa. Một điều chỉnh tinh tế thứ hai nữa, đó là ngân hàng sẽ nới dài cái thời gian không tính lãi suất cho các bạn. Thay vì hồi trước sẽ là 30 ngày, sau đó tăng lên 45 ngày, rồi thậm chí là 50 ngày, 55 ngày. Nghĩa là các bạn cứ thoải mái chi tiêu trước đi, rồi đợi đến 55 ngày sau, các bạn mới cần phải trả lại cho ngân hàng. Thì cái sự điều chỉnh này tưởng chừng như là rất thiện chí, nhưng mà mặt ngược lại của nó, đó là với cái thời gian lâu đến như vậy sẽ khiến cho người tiêu dùng quên mất những khoản chi tiêu của mình trước đó. Bởi vì nó cách gần tới 2 tháng trời, đúng không? Mình đâu có nhớ là lúc đó mình đã có từng quẹt một cái khoản tiền rất lớn. Cho nên là mình cứ thế là mình xài cái này, mình xài cái kia, mình chi tiêu rồi. Đến hết 55 ngày sau, đùng, cái khoản thanh toán đó mới rớt từ trên trời xuống. Và khi đó chúng ta rơi vào cái trạng thái lúng túng, không kịp xoay sở ra số tiền để hoàn trả. Và bingo! Ngân hàng bắt đầu thu được tiền lãi. Và dĩ nhiên, một phương thức cuối cùng nữa rất là dễ thương và khéo léo, đầy sự chân ái, đó là trong cái bản sao kê mà các bạn nhận được mỗi tháng, đúng không? Thì bên cạnh cái toàn bộ cái khoản chi phí mà các bạn phải thanh toán, thì ngân hàng sẽ đề xuất cái mức thanh toán tối thiểu là 5 triệu đồng. Tức là khoảng 5-10% tổng số tiền mà thôi. Mình xài hết 100 rồi, nhưng mà ngân hàng có ghi là mức thanh toán tối thiểu 5 triệu. Beautiful. Rất là nhân đạo và hữu nghị. Hiểu không các bạn? Tức là các bạn có chút khó khăn tháng này hả? Không sao, không sao. Ngân hàng rất là thấu hiểu, cho nên là nói thẳng luôn là tổng chi phí là 100 triệu. Nhưng nếu mà tháng này khó quá thì không sao, không sao. Cứ trả cho tôi 5 triệu thôi được rồi. Anh em tình thương mến thương nha. Thì mức thanh toán tối thiểu nó chỉ có 5-10% tổng chi phí của các bạn thôi. Quá là tuyệt vời và chân ái.
Và nếu thực hiện theo đúng cái mức thanh toán tối thiểu đó thì các bạn sẽ không bị liệt vào nhóm nợ xấu nè, rồi các bạn không bị khóa thẻ tín dụng nè, và rồi tháng sau nếu các bạn vẫn còn hạn mức, các bạn sẽ tiếp tục được chi tiêu bằng thẻ tín dụng và tiếp tục tiêu xài được. Tuy nhiên, bingo, nếu chúng ta chỉ trả đúng mức thanh toán tối thiểu thì ngân hàng sẽ bắt đầu có thể áp được lãi suất 40% lên toàn bộ khoản chi phí của các bạn. Đó, các bạn nhìn ra chưa? Đó là phương thức mà ngân hàng họ sẽ kiếm tiền lãi một cách rất đàng hoàng, rõ ràng, rất tình thương mến thương. Tôi nâng hạn mức tín dụng cho bạn để bạn xài cho nó thoải mái, cho nó yên tâm. Tôi kéo dài thời gian không tính lãi cho bạn để bạn có thêm thời gian bạn xoay sở tiền trả nợ. Rồi tôi đưa ra cái hạn mức thanh toán tối thiểu rất là thấp để bạn không có bị liệt vào nhóm nợ xấu, hả không? Và khi đó ngân hàng cũng có thể kiếm được cái tiền lãi của mình một cách rất là tình thương mến thương. Bây giờ mọi người có hiểu được cái bản chất tâm lý hành vi của cái phương thức xây dựng cái công cụ tài chính này chưa? Và tới thời điểm này câu hỏi là: anh Trí, nếu anh đã biết những cái phương thức tâm lý để kiếm tiền lãi của ngân hàng rồi và nó cũng rất là sâu sắc và rất là thâm thúy như vậy, thì tại sao ngày hôm nay anh Trí vẫn dám xài thẻ tín dụng mà còn xài ba cái thẻ, mà xài thẻ đen luôn với cái hạn mức tín dụng rất là cao như vậy? Đơn giản là bởi vì cái trình quản lý tài chính của anh nó cao hơn mấy chiêu thức này nhiều, cho nên anh hoàn toàn có thể kiểm soát được những cái rủi ro nói trên. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là một cái công cụ tài chính xịn sò cũng giống như là một chiếc siêu xe vậy các bạn. Nếu cái người lái đủ trình, tay lái cứng thì họ không những đi nhanh hơn, sướng hơn, ngầu hơn mà còn an toàn hơn. Ngược lại, nếu một cái người có tay lái yếu, tâm lý không vững mà ngồi lên siêu xe rồi không làm chủ được tốc độ gây ra tai nạn thì nó thường sẽ rất là thảm khốc. Vì vậy, từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình thì anh xin được gửi gắm với mọi người cái lời khuyên chân tình cho những bạn đang sở hữu hoặc là có dự định mở thẻ tín dụng trong tương lai. Ok, thứ nhất, chọn mặt mà mượn vàng. Dĩ nhiên hồi xưa ông bà mình có nói là chọn mặt gửi vàng, thì bây giờ chúng ta cũng phải chọn mặt để mượn vàng luôn. Nếu mở thẻ, hãy chủ động lựa chọn những ngân hàng uy tín, có quy trình vận hành chặt chẽ và chuyên nghiệp. Bài học quá rõ ràng về cái drama lãi suất vừa rồi trên mạng, đó là nó xuất phát từ ngân hàng Exim Bank. Và nếu nghiêm túc tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy đây là một cái ngân hàng không mấy nổi bật ở thị trường Việt Nam trong thời gian qua. Chưa kể là trong những năm gần đây thì họ gặp rất nhiều xáo trộn trong đội ngũ lãnh đạo và hiệu quả kinh doanh vận hành của họ cũng không thật sự tốt. Cho nên một cái môi trường như vậy sẽ rất dễ để các nhân viên ngân hàng có giả tâm lợi dụng các cái lỗ hổng và kẽ hở trong quản lý để mập mờ, thậm chí lừa đảo tiền bạc của khách hàng. Các bạn sẽ nhận ra là việc mở thẻ tín dụng ở một cái ngân hàng uy tín hàng đầu ở Việt Nam thường nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, quy trình xét duyệt hồ sơ nó cũng chặt chẽ và kỹ càng hơn, nhưng ngược lại họ lại rất minh bạch và rõ ràng trong việc tư vấn và quản lý dịch vụ theo kiểu mất lòng trước được lòng sau, chặt chẽ lúc đầu thì yên tâm về sau. Theo như một bài viết trên trang blog Ngân hàng Việt thì top 10 ngân hàng mở thẻ tín dụng tốt nhất của năm 2023 đó là VP Bank, Techcombank, Vietcombank, VIB, BIDV, Citibank, HSBC, ANZ, Sacombank và Vietinbank. Các bạn có thể tham khảo ha. Thứ hai, nắm rõ tất cả những điều khoản trong hợp đồng mở thẻ tín dụng. Các ngân hàng ngày hôm nay thường là họ tinh giản quá trình mở thẻ bằng việc là tư vấn online, rồi mở thẻ online, giao thẻ tận nhà, đúng không? Cho nên là đôi khi chúng ta lại chủ quan. Do đó các bạn phải yêu cầu ngân hàng gửi cho mình cái bản điều khoản hợp đồng hoặc là cái hợp đồng mở thẻ bằng file PDF và chúng ta phải đọc và nắm thật rõ những cái điều khoản mà chúng ta cam kết với ngân hàng. Thứ ba, phải đảm bảo là các bạn có thể truy xuất tất cả những thông tin và giao dịch của thẻ thông qua các app banking của ngân hàng trên điện thoại smartphone. Đảm bảo là tất cả những giao dịch phát sinh đều có thể có notification được gửi trực tiếp vào điện thoại của các bạn. Và chúng ta khi nhận thẻ phải tức thì làm quen với các thao tác khóa thẻ thông qua app hoặc thông qua số điện thoại hotline, phòng trường hợp là thẻ của chúng ta bị thất lạc. Thứ tư, luôn luôn trả hết toàn bộ sao kê, không bao giờ để được nợ. Khi mở thẻ, các bạn nên mở thẻ với những ngân hàng mà các bạn nhận lương. Và rồi các bạn yêu cầu ngân hàng thực hiện tự động trừ 100% sao kê vào tài khoản lương của các bạn. Việc này sẽ đảm bảo là các bạn không bao giờ quên trả nợ thẻ tín dụng. Thứ năm, đừng có tham hạn mức tín dụng cao. Phải đảm bảo là cái khoản thu nhập hàng tháng cộng với khoản tiết kiệm khẩn cấp của các bạn sẽ luôn cao hơn hoặc bằng cái hạn mức tín dụng của chúng ta. Điều này đảm bảo đến một ngày nào đó rủi chúng ta có lú lẫn tới mức độ mà mình quẹt hết hạn mức tín dụng của thẻ, thì đến khi thanh toán
bạn vẫn có thể dùng cái khoản tiết kiệm khẩn cấp để xoay sở và trả được toàn bộ chi phí phát sinh. Trong trường hợp cần thiết, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu ngân hàng giữ nguyên hoặc giảm hạn mức tín dụng của mình xuống để đảm bảo cái an toàn trong việc chi tiêu của bản thân. Số 6, quan trọng nhất, các bạn phải biết kỹ năng để lên ngân sách chi tiêu cho bản thân và rèn luyện được kỹ năng để tiết chế hành vi mua sắm bốc đồng và thiếu kiểm soát. Thì việc này anh đã có chia sẻ rất là kỹ, đi kèm với những cái kỹ năng, cái kỹ thuật trong hai cái video clip rất là nổi tiếng ở trên kênh về những cái phương thức tránh mua ngu khi mà chúng ta săn sale hoặc là shopping ha. Thì bạn nào muốn xem lại thì anh để link ở trong description. Thì về cơ bản, đây là cái kỹ năng mà anh đã rèn luyện rất nghiêm túc trong suốt gần 20 năm nay, từ ngày anh ra trường tới bây giờ luôn. Cho nên là cái đó nó cho mình cái bản lĩnh để có thể cầm trong tay ba cái thẻ đen nhưng không sợ là mình sẽ tiêu xài một cách phung phí và nguy hiểm. Cuối cùng, hãy nhớ là quyết định ngừng sử dụng thẻ tín dụng cũng là một lựa chọn hoàn toàn ổn. Đặc biệt, nếu các bạn đã hoặc đang vướng vào nợ nần thẻ tín dụng và nhận thấy là cái khả năng làm chủ chi tiêu và hành vi mua sắm của mình vẫn còn rất yếu, thì không ít các bạn trẻ ngày hôm nay nhận ra là mình có thể tiết kiệm được thêm vài triệu mỗi tháng khi cắt bỏ dịch vụ thẻ tín dụng và quay trở về sử dụng tiền mặt hoặc là thẻ ghi nợ. Thì đây là 7 bí quyết giúp cho cá nhân anh tự tin sử dụng thẻ tín dụng cho tới thời điểm này. Dĩ nhiên là khán giả trên kênh, nếu các bạn có nhiều những cái kinh nghiệm riêng và những cái tip hay là những cái mẹo của riêng mình thì cũng rất mong là các bạn có thể đóng góp và chia sẻ và cùng học hỏi với nhau trong phần comment ở bên dưới. Ok, còn lại nếu có những bạn nào đã tự cho mình cái quyết định là không bao giờ sử dụng thẻ tín dụng thì anh cũng hoàn toàn tôn trọng mà thôi. Đó cũng là một cái lựa chọn hoàn toàn ổn. Ok, đôi khi chúng ta bớt mua sắm lại để rồi tập trung vào việc tích lũy và rồi đầu tư phát triển tài chính cho bản thân của mình, anh nghĩ đó cũng là một lựa chọn rất là ok với một người trẻ tuổi. Và nó dẫn chúng ta đến một cái quan sát bên lề trong cái câu chuyện drama này, không biết là các bạn có để ý thấy hay không. Đó là nếu như cái phương thức tính lãi của ngân hàng lấy lãi chồng lãi như vậy, tức là họ sử dụng cái sức mạnh của kỳ quan thứ 8 là lãi kép, đã giúp cho ngân hàng biến cái con số 8,5 triệu sau 11 năm trở thành 8,9 tỷ. Wow. Thì hãy thử tưởng tượng, nếu ngày hôm nay chúng ta có thể tận dụng được cái sức mạnh của lãi kép, không phải để làm giàu cho ngân hàng mà để làm giàu cho chính bản thân của mình, thì đó là cái con đường để có thể mở ra cho mỗi chúng ta một cái tương lai tài chính vững vàng và tự tin hơn rất nhiều. Về khía cạnh tích lũy và đầu tư này thì nếu bạn nào thật sự quan tâm và hứng thú, các bạn có thể chủ động theo dõi thêm những cái chia sẻ trên kênh YouTube Intelligence Money được xây dựng bởi đội ngũ huấn luyện chuyên về tài chính trong học viện của bọn anh. Link anh để trong description luôn. Ok, còn bây giờ anh nói thiệt là nếu như các bạn đã theo dõi kênh của anh Rồi tới công chuyện này trong nhiều năm và thấy những cái chia sẻ của anh nó có giá trị cho cộng đồng, thì mọi người donate được không mọi người? Nha, giúp đỡ đi nha. Tại hồi Tết á, anh cũng vui quá, cạc hơi lố, mà giờ anh xin tiền lại của vợ anh, vợ anh la chết luôn á, đuổi ra khỏi nhà luôn á, mà sắp tới cái kỳ sao kê rồi nha. Cho nên là mọi người donate ủng hộ anh đi nha, ủng hộ anh chút đi ha, giúp đỡ nhau xíu đi, cuối năm rồi là khó quá nha. Và cuộc đời của tôi sau khi có ba cái thẻ đen này đã như thế nào? Vợ anh la chết, nó đuổi ra khỏi nhà luôn á. Quê là quê, là quê chung miền quê nhiều. Giúp thẻ trả gấp, lãi suất cao. Thank you.